Xin chào các bạn khán giả của E-Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay. Những tin tức nổi bật nhất sẽ có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 3 tháng 2 nhé. Mới đây thì hình ảnh những vòng hoa tang đã được hội chị em và thậm chí là được cả mẹ chồng làm ra để dành tặng cho những nàng tiểu tam đã được chia sẻ rất rầm rộ trên mạng xã hội và ngay lập tức đã gây được sự chú ý. Với những câu chuyện ngoại tình, Monday hỏi hội Tuesday chưa bao giờ là chủ đề cũ kỹ cả. Có vô số những màn đấu tố đánh ghen diễn ra hàng ngày hàng giờ và nó đang ngày càng tinh vi hơn, độc đáo hơn, nhất là những pha trả đũa đến từ các cô gái bị phá hoại hạnh phúc gia đình. Và mới đây, hình ảnh về cách đánh ghen vừa nhẹ nhàng vừa tạo ấn tượng lại mang đến sự sợ hãi không hề nhỏ dành cho kẻ thứ ba đã gây chú ý trên mạng xã hội. Không ồn ào, không có những màn giật tóc xé áo, những chánh cung này chỉ lặng lặng gửi đến trước cửa nhà, cửa tiệm của các con giáp thứ 13. Một vòng hoa viếng với dòng chữ có nội dung ví dụ như là lễ nhượng chồng cho chị đề, chúc mừng con giáp thứ 13 hay là chúc chị giật chồng hạnh phúc. Cách thức độc đáo này thì có phần hơi rùng rợn nhưng mà lại đem đến hiệu quả hết sức mạnh mẽ. Đây không phải là lần đầu tiên mà chủ đề ngoại tình con giáp thứ 13 xuất hiện theo một cách thức đặc biệt như vậy. Nhiều người vợ hay là thậm chí người nhà chồng cũng vô cùng bực bội với chuyện phản bội trong hôn nhân nên là đã tìm cách khiến cho đối phương phải chìm trong sợ hãi. Việc dùng vòng hoa mang đến tặng cho kẻ thứ ba cũng chẳng hiếm gì. Trước đó thì câu chuyện về một bà mẹ chồng ủng hộ con dâu, dằn mặt bồ của con trai cũng đã gây chú ý. Theo đó thì người mẹ chồng này đã gửi đến một vòng hoa tang cùng với dòng chữ chúc mừng con giáp thứ 13 rất to và rõ ràng. Tuy nhiên, hành động này thì cũng đã gây ra không ít những phản ứng trái chiều. Bên cạnh một số những ý kiến bênh vực cho rằng đánh ghen bằng cách này thì vừa thâm lại vừa nhân văn, nhưng cũng có một số ý kiến thì đã phản đối vì cho rằng làm như vậy là đụng đến văn hóa tâm linh từ bao đời nay của Việt Nam chúng ta rồi. Và hiện tại thì những hình ảnh về những chiếc vòng hoa dằn mặt Tuesday này vẫn đang được chia sẻ rất rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây thì một group anti hải tú với số lượng thành viên khổng lồ lên tới hơn 400.000 thành viên đã bất ngờ bay màu và đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi xôn xao. Hải Tú là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng MTP, bị nghi ngờ là người xen vào mối quan hệ của Tùng và Trâm và nhận về rất nhiều những chỉ trích nặng nề. Vướng vào nghi vấn và những đồn đoán chưa được xác thực của cư dân mạng thì Hải Tú đã bị lập rất nhiều những group anti-fan, có nhóm lên tới gần 370.000 thành viên. Anti-fan còn liên tục để lại những bình luận yêu cầu các nhãn hàng ngừng hợp tác với nàng thơ của Sơn Tùng. Tuy nhiên thì mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao khi mà hai group anti với số lượng thành viên cực kỳ khổng lồ này bỗng nhiên không còn hoạt động nữa. Group thứ nhất với gần 400.000 thành viên còn bị nghi ngờ là bán group khi mà thành viên đông đảo khiến cho admin phải lên tiếng đính chính. Nhiều người không khỏi thắc mắc là tại sao nhóm anti này hoạt động mạnh mẽ lại bay màu nhanh như vậy và không để lại bất cứ một dấu vết gì cả. Hiện tại thì phía Sơn Tùng MTP, Thiều Bá Trâm hay Hải Tú vẫn chưa ai có những phản hồi chính thức và lên tiếng về những drama trong thời gian vừa qua. Do ảnh hưởng của tình hình Covid-19 ở thời điểm hiện tại nên Hà Nội đã hủy 29 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn trong đêm giao thừa. Và bên cạnh đó thì hình ảnh 75 trẻ em mẫu giáo mặc áo mưa đi cách ly tập trung cũng khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận huyện, thị xã như dự kiến. Thành phố sẽ nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong đêm giao thừa tại một địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 để truyền hình trực tiếp phục vụ cho nhân dân. Ngoài ra thì Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng để tính toán nhu cầu nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu Tết của nhân dân, kể cả trong trường hợp sinh viên, người lao động lưu trú tại Hà Nội trong dịp Tết. Do điều kiện dịch, tăng cường các hoạt động thương mại trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo lưu thông hàng hóa theo nguyên tắc an toàn, tăng cường cung ứng khẩu trang, các vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, không để tình trạng là thiếu hàng và sốt giá và những hành vi trục lợi khác bên cạnh đó. Vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, thì sau khi một bé 4 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, 71 trẻ em ở trường mầm non Bạch Đằng tại Kinh Môn, Hải Dương thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung. 4 bé khác cũng đã được cách ly tại trường này. Các em sẽ phải cách ly tại trường mầm non Bạch Đằng. Mỗi bé sẽ được phát một chiếc áo mưa, ngồi cách nhau để giảm thiểu tiếp xúc và những nguy cơ lây nhiễm. Theo như bà Nguyễn Thị Tiến là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã cho biết, vì đối tượng cách ly là trẻ mầm non cần có người chăm sóc nên là phụ huynh của các bé cũng được vào khu cách ly cùng con. Mỗi bé sẽ có một phụ huynh đi kèm để tiện chăm sóc. Và hiện tại theo như thông tin ghi nhận được ban đầu trong ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 thì Việt Nam chúng ta đã có thêm 9 ca mắc mới là bệnh nhân số 1883 đến 1891 là các ca nhiễm tại cộng đồng tại Gia Lai 4 ca, Hải Dương 2 ca, Bình Dương 2 ca và Hà Nội 1 ca. Qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây chính là một thách thức rất lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.
Sau hàng loạt những scandal tình cảm với drama Trà Xanh thì mới đây Thiều Bảo Trâm đã đăng tải một đoạn video clip ngồi ôm đàn hát một mình và ngay lập tức thì đoạn video này đã nhận về rất nhiều những comment trái chiều. Giữa lúc drama đang bủa vây tứ phía, cả Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và Hải Tú thì đều lựa chọn cách im lặng. Phần lớn những ồn ào bê bối thì đều xuất phát từ các fan và các anti-fan. Trong khi một bộ phận cho rằng Sơn Tùng đã lừa dối Thiều Bảo Trâm, chia tay mối tình 8 năm của mình chưa một lần công khai, thì một số khác lại chỉ trích Thiều Bảo Trâm vì đã gián tiếp gây ra những sóng gió và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhiều người liên quan. Sự việc này vẫn chưa êm xuôi thì vào tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 2, Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ trở lại tài khoản Instagram cá nhân của mình để đăng tải một loạt clip hát acoustic ca khúc của chính mình, Một Mình Có Buồn Không. Điều đáng nói là ca khúc này lại quá khớp với tâm trạng hiện tại của những cô gái sau chia tay, cùng với biểu cảm buồn rầu của Thiều Bảo Trâm thì lại càng khiến cho cư dân mạng dậy sóng. Chưa cần phải bàn đến nhan sắc hút hồn cùng với chất giọng ngọt như là mật của ca sĩ này thì chỉ riêng khoản tài năng vừa đàn vừa hát thì đã đủ đốn tim của biết bao nhiêu khán giả rồi. Ấy vậy mà bên dưới những bài đăng trên các diễn đàn mạng xã hội, phần lớn dư luận lại chia thành hai phe khen và chê đủ điều với đoạn video chỉ dài khoảng 1 phút này. Một số ý kiến thì cho rằng Thiều Bảo Trâm đăng tải clip giữa thời điểm nhạy cảm này thì lại càng khiến cho nhiều người thương hại chuyện tình yêu của bản thân hơn. Còn một số khác thì lại cho rằng cô nàng đang nhận được sự quan tâm vì những ồn ào tình cảm với Sơn Tùng MTP, chứ không phải là vì tài năng thật sự của mình. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay. Gặp nhau cuối ngày ngày 3 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.